Lộc Bất Động Sản xin kính chào quý cô chú anh chị. Thì hôm nay thì Lộc có một cái sản phẩm khá là tuyệt anh chị ạ. Thì một sản phẩm là đã có một cái dòng tiền rất là ổn định, cũng như là không phải lo về vấn đề là bất động sản xuống hay là lên, hay là mua ở giá cao hay là giá thấp, hay là ở vị trí là mình có nên mua hay là không. Nó cực kỳ là đáp ứng phù hợp với lại một cái dòng tiền ổn định là thu nhập 45 triệu một tháng anh chị. Một vị trí thì đắc địa tại là một con đường chính của đường Nguyễn Ái Quốc, kết nối một cái thông thương rất là thuận lợi về những cái trung tâm hành chánh lớn, ví dụ như là Sài Gòn, Thủ Dầu Một, thành phố mới Bình Dương, và cũng như là cầu Sài Gòn. Nói chung là tất cả các hướng đều thuận lợi, bởi vì là Lộc đang đứng tại một trung tâm, một điểm nối giao thông là cực kỳ quan trọng của tỉnh Đồng Nai anh chị ha. Thì đây chính là ngã tư cầu mới Hóa An, là một cái vị trí là giao nhau giữa là đường Nguyễn Ái Quốc, đường Bùi Hữu Nghĩa cũng như là quốc lộ 1K. Thì nó là một cái vị trí mà Lộc hay thường nhắc trên video của Lộc anh chị ha. Thì đây hôm nay thì Lộc sẽ quay trực tiếp tại là một vị trí giao nhau đó, để là anh chị có thể là cập nhật được thêm một cái thông tin hữu ích tiếp theo ha anh chị ha. Thì hôm nay thì sẽ có một cái dòng tiền là rất là ổn định rồi, nên là anh chị là chỉ việc là cân nhắc về cái giá cũng như là cân nhắc về cái tài chính của anh chị thôi. Còn cái sản phẩm này á, anh chị mua thì gọi là yên tâm về tất cả các mọi thứ ha. Về vấn đề pháp lý là sổ riêng nè, vấn đề vị trí thì đắc địa nè, vấn đề tiện ích thì bán kính là cách đây là ngay đầu não rồi, ngay đầu não của tỉnh rồi, bao gồm là tỉnh nè. Nói chung là tiện ích của tỉnh tập trung tại vị trí này, gọi là vị trí đầu não anh chị ha. Rồi thì đây là cái sản phẩm Lộc đã giới thiệu cho anh chị anh chị ha. Số 45C Nguyễn Ái Quốc, phường Bình Hóa, phường Hóa An, khu phố Bình Hóa, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai anh chị ha. Đây là một vị trí mặt tiền của đường Nguyễn Ái Quốc anh chị. Thì về hướng này là anh chị về Sài Gòn nè, thì từ đây ra cầu vượt Linh Xuân thì đâu đó là tầm khoảng mười mấy cây, 20 cây ha, là ra đến là cầu vượt Linh Xuân đó. Rồi thì bây giờ là cái dòng tiền có thật sự là đúng như Lộc nói hay không thì hãy cùng Lộc để mà tìm hiểu ha anh chị ha. Rồi thì đây là một cái kiosk đang cho thuê, một cái thu nhập ổn định, và mức giá thì Lộc chưa cung cấp ha. Thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu. Và theo thông tin thì chủ nhà có báo cho Lộc rằng một cái gia đình đã làm ăn kinh doanh ở đây khá là lâu và có một cái thu nhập rất là tốt, cũng như là đã mua được đất, mua được nhà anh chị. Một vị trí kinh doanh không biết là được bao nhiêu một tháng thu nhập, nhưng mà đã mua được đất, đã mua được nhà luôn, nghe rất là khoái anh chị. Người ta nói là ở đây là phong thủy làm ăn rất là tốt đó, do đó là thu nhập ở đây rất là ổn định cũng như là tốt luôn. Anh này là anh chủ nhà à? Dạ anh, ở đây là mình cho thuê một tháng bao nhiêu vậy anh? Một tháng đến 12 triệu. 12 triệu là điện nước chưa? Chưa điện nước. Là điện nước luôn cỡ nhiêu? Điện nước là rơi vào 15 triệu rưỡi 16 triệu. 15 triệu rưỡi 16 triệu. Dạ, điện nước lấy tính nhiều ta? 3 ngàn rưỡi ký. Nước 15 ngàn thôi. Đó. Thì đây là một cái thông tin ha. Thì với mặt tiền này thì đang cho thuê để làm shop quần áo, với mức giá là 12 triệu, cũng như là điện sẽ là 3 ngàn rưỡi và nước là 15 ngàn một khối ha chị ha. Một cái dòng tiền ổn định, và với hạ tầng là xây dựng là phạm vi là 200 m, phía sau là 600 m sẽ là khu vực của là nhà trọ anh chị ha. Ngoài cái kiosk này thì còn có là 22 dãy nhà trọ đang cho thuê full phòng 100% anh chị ha. Ở đây tại vì sao full phòng, đó chính là vì là cách đây 500 m đó chính là một cái công ty là sản xuất giày Nike, tập đoàn Nike của nước ngoài. Thì công ty đó chính là công ty Bông Chen anh chị ha. Ở Việt Nam mình có hai thương hiệu lớn để sản xuất thương hiệu giày Nike lớn nhất ha, đó là một là Chang Xin, hai là Bông Chen.
đó là hai tập đoàn lớn nhất ở Việt Nam mình anh chị ha, và cũng là cái nước mà để mà nhà nước đầu tư nước ngoài là đẩy mạnh về là hai công ty này anh chị ha, giúp cho là Đồng Nai phát triển là nhờ hai công ty này anh chị đó. Rồi thì diện tích ngang của nó là 10,8m anh chị ha. 10,8m thì một cái vị trí mặt tiền bề ngang khá đủ rộng để cho anh chị có thể là làm nhiều mô hình kinh doanh của anh chị luôn. Và đặc biệt hơn đó chính là một cái vỉa hè. Anh chị có thể là nhìn thấy một cái vỉa hè ha. Vỉa hè có cây xanh, có điện. Và một cái vỉa hè là có chiều ngang là 8m anh chị ha. Ngoài 200m là sàn để cho mình là cho thuê kinh doanh sản xuất. Và mình còn 8m chiều dài. 8m chiều dài và ngang là 10,8m thì tính ra đâu đó mình là còn hơn khoảng là 80m² là diện tích của bên ngoài để mình sử dụng riêng ha. Thì tổng của cái diện tích mà sử dụng cho cái kiosk này thì nó rơi vào khoảng là 280m anh chị ha, diện tích sàn đó mình có thể sử dụng rất là thuận lợi để cho mình để xe nè, cũng như là mình buôn bán và mình cho thuê vào buổi chiều nữa anh chị ha. Ở đây là có buôn bán cho thuê vào buổi chiều nữa đó, nên là thu nhập rất là tốt anh chị. Rồi thì bây giờ là anh chị hãy vào trong để tìm hiểu là dãy nhà trọ mình như thế nào, hạ tầng là có tốt hay không, cũng như là có đáp ứng được là yêu cầu của anh chị là để mua về là đầu tư hay là không anh chị ha. Thì ở đây là một con đường vào dãy nhà trọ mình, nó có cái bề ngang á là nó 1,5m anh chị ha, có thể là hơn xíu. Thì ở đây vị trí này thì đã được làm mương thoát nước ha, nó sẽ đi ra đường là rất là thuận lợi để cho anh chị là kinh doanh nhà trọ để mà xử lý nước thải nè, đó rất là tốt ha. Và ở đây nhà trọ thì cũng đã là xây cũng khá lâu rồi, nhưng hạ tầng thì khá là ok. Bởi vì là ở đây là khi trước á là chủ là một xây là một cái nhà anh chị ha. Ở trên lầu 8 anh chị thấy không? Ở trên là lầu 8 ha. Thì được khoảng là 5 phòng là ở trên lầu 8. Và hạ tầng là nó là một căn nhà, do đó là rất là kiên cố rồi, đó. Và phía sau là ở trên là mái tôn. Thì cái nhà này xây lâu rồi, do đó là anh chị có thể là nhìn thấy nó đang cũ kỹ. Nhưng hạ tầng nó thì vẫn còn rất là ok. Em thấy là không có vết nứt anh chị ha. Thì em thấy cảm nhận được là cái hạ tầng của nó rất là đảm bảo ok đó. Ở đây thì đã ở đủ phòng hết rồi nè, đó anh chị có thể nhìn thấy nè, những cái cửa mà không khóa là do là hiện tại là người lao động đang ở phía trong nên là không có khóa ha anh chị đó. Còn những cái phòng khóa này thì là người lao động đang đi làm nên là khóa lại, là em cam kết anh chị là ở đây ở đủ 100% anh chị ha. Bởi vì nó ngay công ty Bon Chen rồi, nó một cái lượng công nhân cực kỳ là lớn anh chị ha. Rồi thì em giới thiệu sơ cho anh chị tổng quan của một căn phòng để cho anh chị đánh giá được phía bên trong ha. Điện nè, đi rất là gọn gàng cũng như là ngăn nắp sạch sẽ anh chị ha. Thì đây okay. Tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy đầy đủ, giấy phép kinh doanh đã ok ha anh chị, là khỏi phải lo về vấn đề là về pháp lý luôn đó. Thì chiều dài của dãy nhà trọ này nó là 77m anh chị, từ mặt tiền của đường Nguyễn Ái Quốc đến cuối ranh đất đó là 77m ha. Thì ngang nó là 10,8m anh ơi, cho em xin quay khoảng 30 giây ha. Anh cái phòng này mình thuê tháng nhiêu anh? 1,3 triệu hả? 1,3 triệu là điện nước chưa anh? Chưa điện nước. Là điện nước là tính sao anh? 3,5 ngàn ký nước. Nước là 10.000 hả? Ở trên trước 15 đây 10 ta. Rồi thì ở đây là phòng số 17 rồi nè. Thì anh chị có thể nhìn thấy nè, hạ tầng đang làm đó chính là có gác nè. Gác thì là bằng sắt văn hoa anh chị ha. Sắt này thì khá là đắt tiền anh chị, cũng như là chất lượng nó rất là ok. Và ở gác á, thì không phải là làm bằng gỗ,
cũng không phải là đổ tấm mà là được làm bằng tấm Amian. Thì tấm Amian này có tuổi thọ rất là cao ha, tấm này là của Thái màu trắng anh chị ha. Đó, nên là tuổi thọ rất là cao, có thể là sử dụng là 50 năm, 60 năm. Thì thời lượng bảo hành của nó là nó 30 năm ha, nhưng mà mình có thể là sử dụng đến 40, 50 năm là vẫn bình thường. Nếu mà không có người đập phá thôi thì nó vẫn là ok hết. Ở đây thì sử dụng nước máy anh chị ha, anh chị yên tâm về vấn đề là nguồn nước luôn. Đó. Thì ở đây em vừa hỏi xong thì người anh kia có báo là ở đây là 1.300.000 một tháng ha, 1.300.000 một tháng. Thì nước là 10.000 và điện là 3.500. Thì ở ngoài kia là điện nước là 15.000. Thì không tin này nó hơi bị sai lệch xíu anh chị ha. Rồi thì đến đây là hết phòng trọ của mình. Thì nó có chiều dài là 77 mét, tính từ mặt tiền của đường Nguyễn Ái Quốc luôn. Thì tổng diện tích của dãy nhà trọ này gồm 22 phòng trọ và một kiosk, thì nó có là diện tích 813 mét vuông ha, 813 mét vuông. Rồi cái đó là chưa tính diện tích mà mình được sử dụng ở vỉa hè hành lang của đường Nguyễn Ái Quốc nên chị ha. Ở đó thì chu vi là tầm khoảng là 80 mét là hành lang là mình được sử dụng, cũng như là mình có thể là cho thuê vào ban đêm thêm nên chị ha. Thì bây giờ thì Lộc sẽ tính cho anh chị là với tổng của cái nguồn thu nhập giữa phòng trọ cũng như là kiosk nó sẽ là bao nhiêu tiền anh chị ha. Thì 22 phòng nhân cho 1,3 triệu một tháng thì nó sẽ thu nhập là 28,6 triệu trên một tháng anh chị ha. Cái này là thu nhập là cố định ha. Chưa tính là hao hụt điện nước ha. Thì em nghĩ là nó sẽ dư anh chị, bởi vì theo như em biết cái điện của mình á, thì giá mà mức giá mà cao nhất á, em nghĩ là rơi vào khoảng hình như là 26 đến 27 ngàn á, em không nhớ rõ nha. Thì 2.600-2.700 gì á là một ký, thì ở đây là 3.500 một ký thì nó dư cũng khá là nhiều. Mà đối với 22 phòng trọ thì em nghĩ là cái số lượng mà tiêu thụ thì rất là cao, cũng như là ở đây là sử dụng máy lạnh cũng khá là nhiều anh chị ha. Thì 28,6 triệu đó là dành riêng cho thu nhập của phòng trọ. Ở phía trước đó chính là đâu đó là khoảng là 13 triệu, nãy anh nói là 13 triệu chưa tới điện nước ha. Thì mình sẽ cộng cho 13 triệu, nó sẽ ra là 41,6 triệu anh chị ha. 41,6 triệu cho một cái kiosk, một cái dãy trọ là 22 phòng, chưa bao gồm điện và nước. Nước ở đây giá định điểm của nhà nước bán lẻ ha, gọi là giá là cao nhất vượt mức ha, đó chính là 10.000 mấy trăm đồng đó. Đó, em nhớ là không làm là 10.290 đồng hay bao nhiêu á. Thì đó dưới đây là 15.000 một khối, thì mỗi khối mình dư ra được 5.000 anh chị ha. Ở đây thì ở đã full phòng rồi và không bao giờ là thiếu phòng, bởi vì ở đây là một cái công ty Bầu Chen có một cái lượng công nhân khá là lớn anh chị ha, với là khoảng là 30 đến 40 ngàn người công nhân. Thì thật sự là một cái dãy trọ nó chỉ là một cái nhỏ bé của một lượng công nhân ở trong đó thôi anh chị ha, một cái lượng nhỏ bé thôi đó. Và ở đây thì Lộc sẽ cho anh chị xem về tổng thể của quy hoạch cũng như là đường giao thông trên Google Map anh chị ha. Cũng được cô, vô trong ok. Rồi, thì qua đây đi, nhờ bên đây xíu. Đây là tổng thể. Đó, anh chị thấy không? Zoom lại, zoom gần lại. Cũng không thấy Lộc ơi. Sao kỳ vậy? Rồi, ok. Thấy chưa? Rồi thì đây là tổng thể của bản đồ quy hoạch anh chị ha. Có diện tích là 813 mét anh chị ha. Đó. Thì ở đây nó là mặt tiền đường Nguyễn Ái Quốc nè, mặt tiền đường khá là to ha. Lộ giới quy hoạch thì nó chiếm vào khoảng là mấy chục mét anh chị ha. Nhưng mà về vấn đề quy hoạch thì khả năng là khó mà thực hiện anh chị ha. Còn vấn đề về sau đó là chính là quy hoạch là còn con đường của khu vui chơi công cộng nè, khu vực này nè,
đó là khu vui chơi công cộng, nó sẽ ăn sang ha. Thì khu vực này nó là nằm ngay chỗ là ngã tư của cầu mới cầu Hóa An anh chị ha. Đó, cầu mới cầu Hóa An thì anh chị có thể là nhìn thấy các tiện ích nè, nó sẽ nằm tại khu vực này đó, một vị trí rất là đắc địa ha anh chị ha. Và dân cư nè thì anh chị đã nhìn thấy nè, đây là một cái tuyến đường quan trọng của Đồng Nai anh chị luôn, đó là một cái tuyến đường huyết mạch luôn á, không có con đường này thì ở đây không bao giờ phát triển được. Ở đây là một cái cầu Hóa An, con đường này là sẽ là về là thành phố Bình Dương, Thủ Dầu Một ha, quốc lộ 13. Thì đây về Bình Dương thì tầm khoảng là mấy km thôi, nhưng mà về trung tâm ngay chỗ quốc lộ 11 13, ngay chỗ là Thủ Dầu Một thì tầm khoảng là 10 km anh chị ha. Còn con đường ngược lại đây nè thì anh chị sẽ ra là ngay chỗ cầu Đồng Nai đó, thì đâu đó là 7 đến 8 cây thôi đó, về cầu Đồng Nai anh chị ha. Đó, và con đường ngược lại đây á, thì anh chị sẽ về là trung tâm thành phố Biên Hòa ha. Đó, trung tâm thành phố Biên Hòa. Ở đây là một cái đầu não của tỉnh Đồng Nai anh chị ha, bao gồm là cơ quan hành chánh đó, cũng như là các văn phòng đại diện của công ty ngân hàng thuộc khu vực là miền Đông Nam Bộ anh chị ha. Khu vực miền Đông Nam Bộ ở đây nó là một cái trụ sở, là trụ sở đầu não để quản lý tất cả các công ty con nhỏ lẻ tại tất cả các vùng Đông Nam Bộ tại Việt Nam mình ha anh chị ha. Đó, rồi thì con đường này sẽ là ra con đường cầu vượt Linh Xuân. Cầu vượt Linh Xuân thì nó sẽ rơi vào khoảng là gần 20 km anh chị ha. Đó, thì anh chị sẽ đi theo con đường là Nguyễn Ái Quốc đến quốc lộ 1K và sẽ ra tới là ngã tư Linh Xuân. Đó, ở đây là ngã tư Linh Xuân. Đây, vị trí này là ngã tư Linh Xuân. Đó, thì ngã tư Linh Xuân thì tầm khoảng là mười mấy 20 cây thôi, thì khá là gần ha anh chị ha. Và giao thông rất là thuận lợi cho anh chị luôn. Đó, thì ở đây Lộc đánh giá là gọi là một vị trí rất là đắc địa để mà kinh doanh, cũng như là để cho anh chị là đầu tư về bất động sản mà có thu nhập ổn định. Đó, với ở đây thì anh chị luôn luôn sẽ có một cái dòng tiền tốt, cũng như là đảm bảo về là về bất động sản mình sẽ được tốt hơn, cũng như là tăng theo thời giá anh chị ha. Ví dụ một năm ở đây nó không tăng được bao nhiêu thì có thể là 2 năm và có thể là 3 năm, mà một khi nó đột biến thì anh chị có thể là nhân được x2 x3, thì ở đây nó có thể là nhân lên x2 rất là bình thường anh chị ha. Bởi vì ở đây nó là một cái trung tâm đầu não lớn của miền Đông Nam Bộ anh chị ha, quản lý tất cả các công ty con tại vùng miền Đông Nam Bộ luôn. Rồi, ở đây là rất là quan trọng và là điểm giao thông kết nối nè, về hạ tầng nè, nói chung là tất tần tật ha. Rồi thì với tổng diện tích của một kiosk và 22 dãy phòng trọ, có thu nhập cố định đó là 41,6 triệu trên một tháng, chưa tính là điện và nước. Thì diện tích là 813 m, ngang 10,8 m, dài 77 m, có 250 m thổ cư. Thì hiện tại là chủ đang gặp rất là nhiều khó khăn, cũng như là muốn di chuyển về một cái nơi khác để mà sinh sống. Thì chủ rất là thiện chí, mong muốn bán với một cái giá là 15 tỷ ha anh chị ha. Thì cái giá này chủ sẽ cho anh chị là thương lượng nếu mà anh chị thiện chí ha, bởi vì chủ đang cần rất là gấp. Rồi thì Lộc sẽ là người hỗ trợ cho anh chị về pháp lý nè, về vấn đề đàm phán giá nè, về vấn đề là hỗ trợ cho anh chị gặp chủ để đàm phán giá được một cái giá tốt hơn nè. Lộc Bất Động Sản xin kính chúc quý cô chú anh chị một ngày thật là tràn đầy hạnh phúc và thật nhiều may mắn. Và đừng quên hãy đăng ký kênh Lộc để ủng hộ cho Lộc và theo dõi những cái sản phẩm mới nhất anh chị ha. Rồi, Lộc Bất Động Sản xin kính chào.